Lên tiếp nha. Nhìn này. Ăn này. Gặp cổ ngập môi. Leo đây xin tiền này. Ngập cả răng vào đây. Em cho anh tiền. Rồi ơi. Bây giờ làm cái nếp nhăn dọc này nhá. Đó. Trời ơi, thế làm mấy đứa mũi tẹt nhỉ em. Mình quá không. Trông nhớ. Hôm qua thì chưa thấy rõ. Ngày nào thế? Bởi vì hôm qua còn phải bao nhiêu vấn đề là ách tắc, nhưng mà hôm nay thấy mặt cũng dẻo luôn nào. Ra sáng lên, bây giờ lên cả mắt nữa nhỉ. Mắt này. Mắt bay sáng lên mày, mắt to lên. Bay con của chị chứ? Bay con của em. Nhưng mà bài tư của mình rồi mà. Đó. Bài tư được không? Bài tư hai là của em. Thấy chưa? Đây. Xong, nhìn qua cả mắt luôn đấy chị nhỉ.